Chào anh em, hôm nay mình sẽ đi tiếp cái bài số 8 trong một loạt bài làm sao đi được series 30. Đây là bạn Trường, bạn Trường thì cũng làm bên công nghệ thông tin và bạn Trường là một chuyên viên về kỹ thuật phần mềm. Thì những cái gì mà liên quan đến kỹ thuật thì bạn Trường rất là giỏi. Vì thế hôm nay bạn Trường sẽ giới thiệu cho anh em kỹ thuật thả bi và giới thiệu cho mọi người một cái loại lực mà hay dùng trong video clip, đó là lực thả bi. Mọi người chú ý cái tay sau mà bạn Trường sử dụng. Tốc độ ra cơ là chậm, đều và đẩy ngắn. Thì mọi người nhớ ba yếu tố: tốc độ ra cơ chậm, đều và đẩy ngắn. Nó sẽ khác với retro ở chỗ là retro sẽ là tốc độ ra cơ chậm nhưng mà nhanh dần đều và đẩy ngắn. Mình sẽ nhìn cái cách bóp của bàn tay. Thì trong cú thả bi mình sẽ không bóp mà mình sẽ cầm hờ. Từ lúc ra nhấp đến lúc ra cơ là luôn luôn mình sẽ cầm hờ cái tay và mình không bóp lại tay cơ. Thì nó sẽ khác với retro ở chỗ là retro mình sẽ cầm hờ và mình khi ra cơ mình sẽ bóp lại từ từ. Nhưng trong cú thả bi thì mình sẽ cầm hờ từ đầu đến cuối. Cơ ra nhẹ. Thì chúng sẽ nhắc lại cái loại lực là mình sẽ tốc độ mình sẽ ra là chậm, tốc độ đều, lực nhẹ để cơ ngắn. Những cái cú này thì mình còn đẩy cơ ngắn hơn nữa, càng gần thì mình càng đẩy ngắn đầu cơ. Rồi chào anh em, chúng sẽ hẹn gặp lại mọi người trong cái clip tiếp theo.